Austin Ngô, năm nay 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh du thuyền. Huy Diệu, 22 tuổi, tổ chức sự kiện. Lily, 21 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Tường Vi, 20 tuổi, hiện đang làm diễn viên tự do. Hoàng Minh, 25 tuổi, hiện đang kinh doanh mô tô. Như Ý, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên. Trần Trung Thành, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng và giáo viên. Trí Nhân, 23 tuổi, hiện là một người mẫu ảnh. Sau hành trình săn mây đầy thú vị và lãng mạn ở thung lũng Mang, chúng ta có thể thấy Trí Nhân và Như Ý quả là một cặp xứng đôi vừa lứa. Còn Austin và Tường Vi, họ đang giữ cho nhau những tình cảm nhất định, mặc cho sự hoài nghi của các thành viên khác. Trung Thành và Thùy Diệu cũng không nằm ngoài vòng nghi vấn khi đêm qua họ đã có một buổi hẹn gặp vô cùng bí mật. Hành trình tiếp theo liệu có điều gì bất ngờ? Hãy cùng theo dõi nào! Có chắc yêu là đây! Cái này là hoa hôm qua hai bạn hái nè, cảm nhân tặng mấy bạn. Cảm ơn anh Nhân. Để trong phòng nha. Dạ em cảm ơn anh Nhân nhiều, dễ thương quá à. Rồi, bye bye nha. Dạ bye bye anh. Hôm nay trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những trải nghiệm mới thì có một chàng trai đang âm thầm làm một điều bất ngờ dành tặng cho các cô gái. Chậu bông xinh đẹp cùng với lời nhắn gửi chân tình, quả là một món quà khó có cô gái nào có thể từ chối được. Và phải công nhận rằng Trí Nhân rất biết lấy lòng các bạn nữ của chúng ta. Địa điểm tiếp theo mà các thành viên Ngôi Nhà Chung ghé đến chiều nay là Cầu Đất Farm, một nông trại nổi tiếng tại Đà Lạt, được biết đến với những đồi chè xanh, những khu vườn rau quả sạch và đặc biệt là cánh đồng hoa rực rỡ, thơ mộng đầy sắc màu. Chào mừng các bạn đến với Cầu Đất Farm. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn đi tham quan một vòng và trải nghiệm tại farm. Rồi mời các bạn đến với mình thôi. Sao nó lạnh quá vậy? Hơi bị phá sương. Còn hơi lạnh. Mày lên cái đồ nhà luôn. Ê Ly, đây mặc đồ đẹp quá. Cảm ơn anh. Chị mặc đồ giống Ly chị xỉu luôn á. Trời ơi, nghĩ xem bự vậy mà em còn thấy muốn xỉu rồi á. Thiệt á. Mà đẹp quá ha. Ui, đẹp quá. Wow. Giờ mình sẽ là thu hoạch salad ạ. Thì mình là... Dạ. Anh Minh. Anh Minh về đó. Ghê trời. Dạ anh Minh với lại chị sát bên. Một cặp. Dạ đúng rồi. Rồi chị này chị. Rồi tới nữa lượt anh và chị. Không được không anh, em muốn đổi cặp được không? Gặp ổng nữa hả? 4 lần nha. Ông nào? Anh. Đây còn ông nào. Nói đi, em chưa gặp giáo viên bao giờ. Dạ. Dạ ok, em cảm ơn anh. Chị Eo đen. Ủa gì em với ai vậy? Anh Tinh á. Nói khác nè mọi người. Em làm cho gia đình anh Thắng. Ơi như bóng cưới ha. Đúng rồi, lần bóng cưới bằng salad được á, đẹp ghê. Mấy món mình có đồ tỏ tình. Thấy tỏ tình cũng ngon mà. Nhà anh không có gì ngoài xà lách. Thêm miếng thịt nướng anh đổ anh liền luôn. Đổ liền luôn hả? Em đổ anh liền luôn á. Đổ anh liền. Tại Cầu Đất Farm, ngoài việc khám phá quy trình trồng hái rau sạch, các thành viên còn được thưởng thức tại vườn những loại hoa quả tươi ngon như dâu tây và dưa leo baby. Sau cùng, điều mà các cô gái háo hức và mong đợi nhất cũng đã đến. Quá wow, đẹp quá. Đã quá. Có xương gì là may luôn mọi người. Dạ màu quá. Thành chị Ly. Vy, anh tỏ tình em. Tỏ tình thì quỳ xuống. Vy à. Mẹ kêu anh lại. Vy, đây là bông hoa tượng trưng cho tình yêu của anh. Cho dù thời tiết khó khăn như thế nào, anh vẫn đứng vững và anh khô héo. Anh vẫn đứng vững và anh khô héo. Tại hoa vậy là anh coi thường em. Ờ, cái này ngủ nó đi. Dạ, mất cái này tặng á. À, em nhờ xíu. Đỡ người ta xuống kìa. Anh Thắng leo lên rồi không dám leo xuống. Quay phim cái gì?
chỉ chấp nhận tình cảm của Thành thôi. Còn anh ấy không đâu. Do người ta đủ sức chở che. Còn anh nhanh nhìn lại anh đi. Không. Giữa chuột còn bé tí. Giữa chuột còn bé tí. Khi mà đi vô cầu đất của Pham thì cảm thấy nó rất là thú vị và đẹp lắm. Hoa nhiều với là khung cảnh ở đó thật sự là rất là tuyệt vời, đẹp lắm luôn á. Giờ bên em là sẽ có một trò chơi dành cho mình. Thì mình sẽ chia ra những cặp như hồi nãy. Thì mình sẽ chụp hình hoa. Thì cặp nào chụp hình tình cảm nhất và đẹp nhất thì sẽ được cầu đất Pham tặng cho một bó hoa lavender. Tình cảm nhất à? Dạ đúng rồi. Mình sẽ chụp tất cả ở đây. Cuộc thi về sự lãng mạn giữa các cặp đôi chính thức bắt đầu. Và liệu cảm xúc của từng thành viên sẽ thế nào khi phải chứng kiến người mình thích thân mật và gần gũi với người khác? Dạ anh hỏi nè, anh thích chụp kiểu lãng mạn hay muốn ma mị hay muốn sao? Ma mị đi. Chụp ra một xíu. Đi ra một. Chúng ta bị lẻ loi. Hai anh em mình đâu có lãng mạn nữa. Đúng rồi. Anh buồn lắm chứ bộ, em biết mà. Đau. Anh Thành, xíu nữa hai anh em cũng vậy luôn nè. Kiểu không nhìn nhau. Đây, 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 đây. Ok. Kiểu, cái thứ hai. Em làm như kiểu gió cuốn em đi đi. Người ta bảo là tình cảm thì tình cảm đúng không? À, tình cảm đúng không? À, cái dễ nhất anh khiêng em á. Vì ghen. Vì ghen đó. Ghen không? Vì ghen. Không ghen đâu, trời. Anh giải thích nha. Anh nói là đây là thầy, giải thích anh nói đâu. Đây là thử thách thôi. Trời ơi. Nha, giải thích nha. Không cái cần giải thích gì á, anh là một thằng ông. Anh là một thằng đàn ông. Ừ. Anh có quyền sự chọn hả? Sự lựa chọn hả? Anh có quyền lăng nha. Cái này em nói, cái đó là... Go. Có nghĩa là mình biết được là mình đang làm cái gì đúng không? Ờ, đúng rồi. Mình không cần phải giải thích. Đúng rồi, chính xác. Bé. Đó. Bé hả? Ừ. Vui vẻ hả? Sao? Em ngồi xuống bức bông cười. Ừ, anh tưới nè. Vô anh tưới vô mặt em. Nè, đây em cầm này. Ừ, bức này. Thôi giờ nói em nha. Hai đứa chém lộn. Giờ mình chụp như chụp. Đừng cho em cười. Vậy mới tự nhiên, cười vậy mới tự nhiên. Giờ mình chụp như trước em. Chụp như trước. Anh nhìn em. Trời ngại quá, chạy dù lại. Chạy dù lại, chạy dù lưỡi. Trời thấy gì hết, thấy gì hết. Mình bỏ ánh xong. Anh. Dạ. À. Dạ. Bà Ý ơi. Dạ. À. Dạ. Đừng ghen nha bạn. Đừng có ghen. Không có người này mà phải chọn người khác. Chứ không có gì hết. Vậy quyết định chọn người khác nha. Đúng không? Cô ấy đã đi theo chàng trai khác rồi, đừng có buồn. Đừng có buồn như anh Thanh ngày hôm qua. Như vậy là không phải đàn ông. Thiệt. Anh là anh em à. Ý này nó vàng lắm đó. Oh man. Anh có một kiểu mình ra vườn hoa mà mình nắm tay kiểu mà em anh cao quay cho em muốn rồi em. Ê, cẩn thận nha, cẩn thận ra tay nha. Phun cái dù lên cho nó ba đi luôn. Đây anh có bằng cái nhìn nè. Ủa rồi xe không coi. Có không vậy? Dắt bây giờ cho nó chụp. Cái nào? Đâu, đâu biết, không chụp có gai đâu. Thôi, anh kỳ quá. Mình phải đi vô cho em để Vi chảy máu hả? Em làm như vậy á, người khác cứ cười vô mặt anh. Và cười lên đầu của con đoan đi tèo. Ai nha, anh là anh của Vi phải không? Đem đây cho đây được không? Em đeo luôn đi. Được rồi, để đây. Thích tham gia chương trình á, mấy người thật thật như em. Anh nói thiệt hay đang giỡn vậy? Thiệt. Anh chỉ cần thật là được. Còn ngoại hình không quan trọng quá. Ủa hai người chụp chưa? Rồi xong rồi. Anh nhận với Vi. Bởi vì anh biết anh nghi ngờ Vi gặp phải ẩm thanh đi tèo, anh ghẹo tèo. Ủa gì vậy Vi với anh tèo hả? Theo anh suy nghĩ thôi. Anh giỡn với lại Lily á. Bởi vì bây giờ anh Thành thích Lily. Ủa Thành thích Lily à hả? Hồi trước Thành thích em. Biết mà. Mà hôm nay anh Thành làm anh rất là thất vọng. Vậy gì? Bởi vì anh Thành để điện thoại hình nền Lily. Anh thích chị Ly hả? Gì? Anh thích chị Ly hả? Trời ơi, cái gì nữa, thường không có ai cũng nói chứ. Ghê mặt luôn mà nói. Hả? Thôi chuyện hai tôi chứ. Bé ghen hả? Bữa nay em với anh Minh là của nhau. Bữa nay em với anh Minh là của nhau. Ừ. Từ đầu đến trình đến giờ không ai là của Vi hết. Thiệt luôn. Vi là của Tèo. Nói nhiều.
ai chơi. Diệu nghĩ gặp đâu với ẩn là ai Diệu? Em với ai nữa? Em với Thành đó. Thôi được rồi, phải buông. Nghe có chưa? Chị vậy với Thành á, tại vì có qua hai người giận nhau. Mà tôi tự nhiên sao tôi giận? Vậy sao không có hai người? Biết đâu hai người đùng. Không. Không. Vậy là có người có cặp đôi bị ẩn chia tay rồi đó. Cặp đôi bị ẩn là hai người này. Là chương trình không qua cặp đôi bị ẩn nữa. Ờ xong rồi cái giờ anh ấy đi chia tay rồi. Bây giờ bốc diễn đi em. Sao vậy? Thằng Tèo ngủ chung với anh nè. Thấy tin nhắn em gửi qua cho nó luôn. Bây giờ anh công khai luôn đó. 100% á. Ảo đàn không biết á, nhân biết đúng không? Đúng. Tham gia chương trình là những người chưa có người yêu thì đến với nhau là rất là vui. Nhưng mà cặp đôi ẩn phải chia tay vui hơn. Cặp đó đã lừa dối chúng ta trong thời gian qua. Đúng rồi. Làm chúng ta nghi ngờ. Rồi nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia đúng không? Đúng rồi, gây ra xích mích rồi. Cái gì kìa? Ôi! Ôi! Thôi đừng có diễn. Bước lại. Dạ em hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ờ, đi vô duyên chơi. Anh tức bên kia xuống. Ờ, thôi nãy để hình đôi với lại Lily đó. Đúng rồi. Bây giờ không biết gì nữa. Thôi thì gặp chán em nhảy về em qua đám tiền mấy cái rồi đó. Trời ơi, vậy nhất của ai thì biết rồi, tình cảm nhất. Ơi, ông đi đâu thiệt kìa, anh Thanh. Cái gì vậy? Không biết đâu hả? Mấy người nói gì vậy? Mấy người có nói gì không vậy? Ông đã công khai mục đích của ổng là để cho Ly thấy luôn. Hôm qua ông chưa thích Ly. Rồi xong rồi ý nó thích tên đi Tèo, ông buồn lúc đó rồi. Không. Bây giờ ông dễ thích dễ ấy, hiểu không? Chưa dễ rung động. Dễ rung động. Là xong rồi sáng đổi hình hình là của Ly. Đổi qua liền. Ổng mà qua Diệu rồi tôi cua Diệu liền. Cua là mất liền. Hỏi gì em trò chơi hả? Đồ chơi sao vậy? Em nói lý do nha. Rồi, tiếp. Lý do vì sao em với anh Thầm chọn nhau? Bỏ cái tên, bỏ cái tên. Lý do vì sao? Tại thích em kìa. Thích em kìa. Trò chơi thôi mà. Hình lửa đang thích nhau. Không có hôn. Không có hôn. Đâu nói gì đâu. Anh Thầm đâu rồi? Anh buồn em á. Anh buồn em hả? Chạy xuống. Không, đừng nên chạy. Mới gì? Nhẹ nhàng xuống. Thôi tự nhiên chú đắm này hết á. Thiệt hả? Nói em cứ sống nói chạy hỏi thăm sao? Nhưng mà theo em sẽ không xuống. Bởi vì nếu đã không thì đừng có gieo rắc tình cảm người ta đau khổ hơn. Mà biết Ly có tình cảm với Thành mà anh hỏi có không nói có mà. Không. Không. Anh Thành. Linh ơi. Sao vậy? Hít thở khí trời tí mà. Sao mà mặt buồn hiu vậy? Đi tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn. Đi. Xong chưa? Xong. Ngày nhất chắc rồi. Thì thối gì nữa đâu. Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Xem ra một cuộc cạnh tranh đã bắt đầu giữa hai chàng trai lớn tuổi nhất nhóm. Ai sẽ là người giành được trái tim của Lily? Nếu thật sự họ thích Lily á, thì cũng nên nhói, cũng nên nghe một chút. Thích Lily thì họ nên chiến đấu với Austin. Chắc hay gặp mày thắng rồi đó. Thủ tục lệ. Sorry em nha Vy. Hôm nay thì là mình nhận được một cái thử thách là ai mà có một cái bức hình lãng mạn và đẹp nhất thì sẽ được giải nhất. Thì hai anh em cũng có bàn với nhau là phải chụp làm sao cho tình cảm nhưng mà không có quá đụng chạm thì em sợ Vy ghen. Em sợ Vy ghen hả trời? Đừng lo. Ghen đó. Không ai ghen đâu. Sợ lắm. Nhưng mà anh phải giải thích với Vy nha. Lấy cái tay đặt vô nha. Hả? Đương nhiên rồi. Hả? Ba. Diễn thì em biết, nói chung là có những cái động tác giả được. Nhưng mà em đâu có bị vấn đề gì đâu. Thế giới này em đang biết là đó. Nhiều hơn phụ nữ đúng không? Nó đã vậy rồi, bỏ nó đi. Thì kiếm dạ, một cái ông khác. À, thì em đã xem qua những bức ảnh của mình chụp á. Thì em thấy cặp đôi cuối cùng Yeah. Từ hai người bước ra đây. Ở trong. Anh lớn nhất trong đám, anh tặng cho thằng em của em đi. Ok, nhận danh Năm Trại Xanh. Anh tuyên bố là người giành chiến thắng cuộc thi chụp ảnh này là hai bạn. Thì hãy nhận bó hoa thay cho tấm lòng Thành. Anh Thành cười miếng, anh Thành nói chuyện với nhau, anh cười nước sống ta vậy. Anh chắc đang cười. Vui vẻ chưa? Vui vẻ chưa? Rồi, xin mời hai bạn về chỗ. Diệu, để mình cầm cho Diệu.
Thôi bàn đại học nặng ghê luôn á. Để mình thôi bàn để cứ yêu nghe không à. Mình ga lăng lại bạn lại không cho. Ly có muốn ăn không? Chắc không đâu ha. Có hoa rồi, khỏi ăn đi hả? Em chọc Thành quá trời. Để cho Thành ở buồn chứ em. Thành thì chững chạc nhưng mà trong cái tình yêu của anh Thành anh hơi... còn trẻ con. Anh không dám nói sao nhỉ? Anh chỉ thể hiện vậy chứ anh không dám nói một miệng. Mà anh dễ thương. Chẳng lẽ bốn người con trai không phải ai là gu em. Em phải bắt buộc anh chọn một người để em đi về. Mình phải chọn con tim chứ. Nếu như bốn người đó không phải là mẫu người của mình thì thôi chấp nhận thôi sao giờ. Hàng bạn hàng người mà. Anh tính nói chuyện với em là để em chân thật á, mình dễ tâm sự. Thì Diệu cũng thiệt mà. Diệu thì anh biết rồi, bốn người này không phải gu của Diệu. Nhưng mà thấy càng ngày mọi người không còn vui nữa. Mọi người căng thẳng cái kiểu tình yêu với nhau. Đúng rồi. Đâu cần phải là một hai ngày còn phải dành nhau, mình phải đổ lỗi với nhau. Cứ ngỡ chỉ là cuộc vui, nhưng nào ngờ trò chơi cảm xúc lần này lại khiến bao trái tim tan vỡ. Và trở về với thành phố Đà Lạt trong đêm, các thành viên Love House với những cảm xúc khác nhau, họ hòa mình vào dòng người náo nhiệt tại khu chợ đêm Đà Lạt. Bảo vệ anh Tèo anh ơi. Giảm phóng cho anh Tèo lại. Giảm phóng. Để nó bị... Giảm phóng. Xong rồi. Ủa, Vy đâu rồi? Vy đi với Nhân. Kệ trời đi. Kệ hai cặp mình đi gần gần nhau đi cho vui đi. Anh muốn ăn trộn vô với dâu không? Không. Không, tại đang ăn dâu, không muốn ăn dâu. Chị ơi, tụi em ngồi ở đây được đúng không? Được, ngồi đây nè, ngồi đây ngắm gì đó. Ngồi nha. Hồi sáng lúc mà ở Cầu Đất á, nhìn anh Thành làm đúng ghê luôn anh. Lúc anh Thành... Ờ, Thành bán. Ờ, lúc ờ. Em kiểu, ủa gì trời. Anh đúng quê luôn á. Chắc anh buồn nhiều hả sao? Ờ, có phải là... Cái có thể là anh muốn là cho mọi người không biết là anh buồn. Ờ. Ừ. Mà cách anh làm là người thấy vô là anh buồn nhiều. Nhưng mà anh Thành kiểu như quan tâm hết tất cả mọi người. Nhưng mà đúng rồi á, anh này giống áo khoác nè, anh mua cho em luôn á. Đúng rồi. Hồi nãy em kêu em lạnh anh mua cho áo khoác luôn á. Không biết ý bị gì ha, ý bị diệt họng hay là ý bị gì? Đúng rồi, ý bị diệt miệng. Nhưng mà anh mua lộn thuốc diêm họng hả? Không, không phải, anh mua một dĩa kẹo. Kẹo đó, kẹo diêm họng đó. Kẹo diêm họng à? Là ý bị giật miệng. Mà mua lộn kẹo diêm họng. Đúng rồi, kẹo đó giống kẹo cho Thành của họng á. Anh Thành có biết ý bị bệnh. Và anh Thành có mua một dĩa thuốc. Anh Thành đưa cho Nhân và kêu Nhân đưa cho ý đi. Nhưng Nhân không làm điều đó. Thật sự như vậy là điều đó nó thật sự rất là ác á. Mà mình cướp đi công lao của người khác. Nhân nghĩ anh Thành không muốn phá vỡ cái tình cảm anh em giữa Nhân và anh Thành, và anh Thành nhường ý cho Nhân. Nhưng mà Nhân thật sự Nhân không biết điều đó. Nó là giống như một người đàn ông yếu đuối và họ không có chính kiến riêng của mình. Em với anh đi kiếm sự lành xong ngồi đó uống. Ừ. Muốn ngồi đó hay là muốn ngồi trên dốc? Muốn ngồi ở dốc. Ok. Xe bà. Lily. Em nghĩ thế nào về anh? Quan tâm, tốt bụng. Lúc vừa mới tới thì được bắt cặp với Ly đi dạo vòng bên chợ. Thật sự cảm giác đi chung với người mà mình đang crush nó rất là thú vị, rất là vui. Thấy người Huế sống tình cảm mà. Sao anh biết? Hả? Anh biết người Huế hả? Ờ, biết rồi. Có bạn bè người Huế không? Có. Gặp một cô người Huế đi Sài Gòn rồi. Bạn anh? Cũng là bạn. Ừ. Cái gì cũng nói thật. Mình rất thật. Thật hà? Thật hà, mình không sợ. Bị lừa đảo? Lừa đảo thôi, có họ có ý gì tốt. Anh nhìn em thấy có nét thật thà không? Thật hà. Nhưng mà em con nít lắm. Con nít hả? Ừ, thấy có thấy vậy không? Cái đó anh tưởng là em là trưởng thành. Nếu em 21. Trời ơi, cái mặt em lớn, cái mặt em già, anh hiểu không? À. Chứ không có văn, không có trẻ. À. Đó thì sao? Còn trẻ con à? Cũng nhiều cái cần trẻ con mà nhiều cái cần người lớn. Lúc Austin đi chợ với Diệu, Austin cũng thấy là Diệu là người rất là dễ thương và cái tính cách của Diệu, Austin rất là quý luôn. Giống như một người gia đình vậy đó, thật sự luôn. Giống như người mình có thể tin tưởng vào và mình không sợ người ta lừa đảo mình hay bất cứ gì hết. Mới đầu em cũng đâu nói chuyện nhiều với anh đâu. Đúng rồi. Nhưng mà xong rồi hai ngày gần đây là mới nói chuyện. Là cái lúc mà mình đi chợ. Đúng rồi, lúc mình đi chợ.
Đã nếu chú kiểu đã nói rồi thì có chuyện để nói nhiều không? Ừ, kiểu như mới đầu thì em cũng kiểu không có để ý tới anh lắm á. Nói chung là em cứ giỡn giỡn với mọi người thôi, nhưng mà không có ấn tượng gì với anh. Tại vì lúc mà ngày đầu gặp nhau á là gặp anh với Austin. Anh thấy em với Austin nói chuyện, mặc dù là mới gặp nhưng mà nói chuyện trao đổi rất là nhiều, nhưng còn anh thì không có nói gì đó. Nên là em kiểu cũng anh không có thấy gì lép với á. Anh không có bắt được chuyện đúng không? Không bắt được câu chuyện. Nên là anh không có nói gì hết, nên là em cũng không có ấn tượng gì nữa. Nên lúc đó em ấn tượng với Austin trước. Xong rồi mấy ngày sau rồi đi chợ mới nói chuyện với anh thì em thấy kiểu như anh cũng ga lăng á, cũng quan tâm với bạn gái. Nói chung là tiếp xúc nhiều mới biết. Nhìn không biết gì hết trơn. Anh cũng không có thể gì nhiều. Không, em thấy anh đúng kiểu là làm nhiều hơn là nói đúng không? Chắc không nghĩ trong tình trạng đi một như thế này bây giờ nói rất là nhiều và rất là thân thiện. Vi chủ động về tất cả mọi thứ, từ việc mà mua quà cho bạn hay là mua vòng tay cặp. Nếu mà Vi có bạn trai thì nhân nghĩ chàng đó rất là có phước. Trời ơi, cái thời tiết này uống rượu là nóng còn gì bằng. Anh thích Đà Lạt cũng một phần vì nó cô đơn giống anh. Tại sao lại cô đơn? Có bạn. Thật ra anh rất ít bạn. Tính lên thì thích đi đây đi đó. Tâm hồn anh cũng vậy. Anh không thích bị bó hồ nhỏ. Nhưng mà thâm tâm trái tim mình vẫn mong có một cái gì đó bó hồ thành lại. Đừng có thể hỏi một câu được không? Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ chưa? Tình yêu hả? Em đơn giản lắm, gặp đúng người, đúng hoàn cảnh. Em muốn quen và em kiểu cảm thấy người đó phù hợp với mình, em sẽ quen thôi. Chứ tại sao phải là sẵn sàng hay chưa để mới quen? Em biết tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì chúng ta đều biết tình cảm đó là từ hai phía. Nếu chúng ta không sẵn sàng thì mặc dù đúng người đúng thời điểm chúng ta cũng không có nhận lấy đó. Vậy là cho anh hỏi nên biết này thôi. Sao tự nhiên cái này anh nói chuyện nghiêm túc quá vậy? Ủa chứ không lẽ anh không được nghiêm túc mà. Nhưng mà mấy ngày trước anh có nghiêm túc nhưng anh cũng có vui vui làm chim cười hay gì đó. Tự nhiên cái hôm nay nghiêm túc quá, em cảm thấy nó bị chầm chầm lắng lắng sao á. Nói chuyện bị áp lực quá. Thật sự lúc đó cảm xúc mình là không biết nói gì. Hỏi một vài ba câu rồi là bưng qua trước. Chỉ như là muốn biết người ta có thể mở lòng nói chuyện hay không. Thì có thể là do cách suy nghĩ của mình, là cách nói chuyện của mình nó có vẻ hơi dài dặn cho một tí. Hoặc là nhiều tí vậy đó. Có lẽ là bạn không thích. Và mình có thể cảm thấy một điều là Lily muốn kết thúc với cuộc đi chơi là càng nhanh càng tốt. Không tìm được sự kết nối, Trung Thành và Lily dần tạo cho nhau thêm nhiều khoảng cách. Và khi không thể tiếp tục sự gượng gạo này, họ chọn cách nhập hội với các thành viên khác. Lúc này chị với Nguyên Ý dễ thương lắm, đụng đác dễ thương lắm, thấy giỡn lắm. Là bắn qua bên trái trước, xong rồi qua phải, hai đứa vô phải. Nè, đều nha. Hai, ba. Chơi gì kỳ vậy? Tự nhiên đập đầu vô nhau. Ung rồi, ung đầu. Đầu mình ngồi xuống khóc luôn á. Mạnh lắm. Mạnh mình đâu. Ở đâu vậy? Ngay chỗ này luôn. Ngay này, đi. Hai, ba. HPT. Nãy giờ đợi dưới nửa tiếng đồng hồ. Ủa, tao là 9 giờ mà. Đâu biết đâu. Ai mua dễ thương vậy? Anh yêu em mua. Ai giờ đi xuống mua đi. Thôi anh đi mua dễ thương đi. Trải qua nhiều ngày cùng nhau, chắc hẳn các thành viên ít nhiều đều có những suy nghĩ và ấn tượng với những người mình đặc biệt quan tâm. Và nay, họ quyết định sẽ kể hết cho nhau nghe tiếng lòng của mình trong đêm cuối cùng ở Đà Lạt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói là những khuyết điểm của đối phương sau 4 ngày đã ở cùng nhau. Là bây giờ mình nói về nhau trước đúng không? Ừ. Em đi, em ở chung với anh Thành. Ok, anh Thành là một người phật thủ đầu đội trời chân đạp đất, có thể nói là xương gió phủ đầy trai á. Anh Thành rất là người đàn ông, nhưng mà cái chuyện tình cảm anh Thành nó không có rõ ràng. Nay để ý người này rồi người kia không để ý mình thì chuyện của anh thích người khác. Em muốn anh bản lĩnh hơn, giống như cái chất tính cách của anh vậy á, chứ không phải cái tình yêu của anh nó yếu đuối như vậy. Em thích anh, cái tình yêu của anh cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại bây giờ anh yếu đuối lắm, anh bị cái thằng tuổi trẻ nó giành giật nó không được, nó không có được rồi. Ý của em cũng giống như là anh Minh nha, em muốn anh khắc phục lại cái quyết định của mình. Mình đã một quyết định một cái gì đó thì mình nên nắm giữ và theo đuổi nó tới cùng. Cứ làm hết mình đi, chắc chắn mình sẽ không hối hận. Dù có thành công hay là thất bại, đó là quyết định của mình thì mình nên nắm bắt nó, biết đâu sau này mình không có cơ hội nữa. Hay á, em hay. Ý của anh, em nói giống ý của anh rồi. Nếu như anh mạnh mẽ là sẵn tay đấm anh một đấm thôi. Mạnh mẽ.
Không, chơi phải đúng luật chứ. Rồi, nó là nữ rồi. Em á, em kiểu như lúc trước em thấy anh Thành kiểu như nhiệt tình á, quan tâm mọi người. Mà xong rồi cái tự nhiên em nói ra không biết có ai giống em không. Tức là em thấy cái sự quan tâm nó hơi bị thái quá. Hoặc là anh thể hiện nó như nào á, nó cách thể hiện nó. Nhiều lúc em thấy nó khó chịu vì cái cách thể hiện nó. Mà theo chị nghĩ là cái này do anh bị chi phối bởi một cái chuyện buồn khác á. Cái ý em nói là tâm lý của anh dễ ảnh hưởng từ chuyện này. Đúng rồi, đúng rồi. Tâm lý của anh không có được vững. Chứ không phải là gọi là anh là thái quá, đừng có buồn nha. Dạ. Hôm nay cuộc trò chơi nó thật mà cứ tự nhiên đấy. Tâm sự không, với nhau mà. Đâu nói xong nghỉ chơi chứ có đâu rồi. Nói gì, nói gì. Nói xong điểm gì tí nữa vậy thôi. Người ấy em sao? Vi ở chung nè, Vi chẳng thấy gì hết á. Thiệt. Good. Good girl. Thấy không có gì xấu, dễ bé ý dễ thương mà. Em cũng thấy vậy. Nói chuyện cũng lễ phép. Tối nay cho qua ở chung nha. Ủa? Ở chung ở ok rồi, rồi ra cho em ngủ ok. Không phải vậy. Để em nhường phòng cho em cho anh. Ừ, em với lại Chin ra ngoài ngủ. Thế vậy? Dịu. Cũng vậy luôn. Bình yêu nhau hả? Em thấy Ý không có gì để nói. Ý không có gì để chê hết. Thì khi mà mình đi chợ với Ý thì mình muốn làm những cái điều mà gọi là Ý thích nhất, những cái điều làm cho Ý vui nhất là mình cảm thấy mình cũng vui rồi. Tại vì Ý thực bản chất của Ý thật sự rất là hiền, rất là dễ thương luôn, cũng quan tâm tới mọi người nữa. Cái nhân à? Anh thấy em giống như buổi sáng cửa xiên á, lúc mà mọi người đang nghỉ em đi cống hoa lại giặt đồ với lại rửa giày, mấy cái hành động đó anh rất là tôn trọng trong một con người. Thì cái lúc mà anh nói để ý con người anh không? Đúng rồi, anh nói đúng. Không có gì sai hết. Tại anh Tèo ở dơ, anh giặt đồ ở dơ, đỏ giặt đồ. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà ở đây khuyết điểm mà hả? Dạ, không có khuyết điểm rồi, giống nhận xét vậy đó. Ồ, vậy đó. Thì có cứ nói đi chứ. Tại anh vẫn còn giả nai quá, anh còn đang thảo mai quá. Đúng nên rồi. Mọi người chưa có thấy được cái sự. Dạ, ok. Sao lộ đó, Bí ẩn ơi. Nhìn vậy chứ, đâm sau lưng anh Thành đó. Thấy hai ngày nay anh Thành buồn. Đau quá, trời đau. Mọi người nói đi, em chuẩn bị tâm lý rồi đó. Thế tại sao vậy nè? Vi là một cô gái năng động, dạ. Hòa đồng, cực kỳ tích cực luôn. Nói chuyện với Vi là mình kéo nước lên á. Ừ. Ủa? Lại... Nhưng mà đôi lúc nha, Vi hơi buồn hay hơi mệt thì mặt Vi hơi cọc. Vi vẫn nói chuyện thôi nha, bà nói buổi tối đó, Vi đi ngủ. Bà hay cọc lắm. Tèo, nhận xét về Vi như thế nào? Sẽ nghe lời được Tèo á. Là sao? Mình quen lâu quá, mình cũng chết mà lộ. Không biết kể từ đâu. Không, mình cứ kể từ từ nó sẽ hết đấy anh. Hiện tại thì không thấy gì tệ. Austin không biết vì lâu quá. Ok. Căn bệnh của Austin là trả lời đó. Ok. Hiểu rồi. Mình nói là cũng chưa thấy cái gì xấu. Để lâu lâu mặt kiểu hơi dương dương chút thôi. Bạo đúng rồi, bạo đúng rồi, bạo thôi, kiểu vậy. Quá sinh tính cũng vậy thôi. Dễ tính. Dễ tính á. Nên là không có cảm thấy vấn đề vì cái chuyện đó. Rồi Minh. Thì với Minh á, thật sự là Minh biết tên hết mọi người nữ, thuộc hết. Nhưng mà sao hình bóng Vi á, lúc nào Vi thấy nó quen. Không phải biết thuộc tên chứ sao không biết tên thì trời ở 4 ngày mà không biết tên. Ông nhìn ai sao ông kêu tên em mọi người. Quay lại sao em thấy ông nhìn đang nhìn người khác. Vi đứng đây làm gì Vi? Anh! Muốn khó nào Vi? Anh kêu em hả? Vi gì? Vi gì? Sao anh kêu Vi hoài vậy? Anh thương anh. Không biết có bỏ bùi không? Ai bỏ bùi? Kêu ai cũng thành Vi á. Sao vậy anh mơ? Không biết. Ơ là ý thì cái gì gặp anh làm sáng mỏ rồi. Không biết thiệt luôn á. À Diệu, giờ mình nó bắt đầu nói về chị Diệu nha. Okay, mọi người. Dạ. Diệu ơi. Khoan từ từ, em muốn anh nghe Minh nhận xét sao không? Thì em đúng không? Ok. Xin mời bạn. Tại thêm cái vật người nghe đó. Nói gì nói gì. Thì Diệu... không thích Diệu cho lắm á. Thiệt không? Không biết sao không? Nhiều khi nó không muốn giỡn với Diệu luôn á. Nhưng mà em có thể phá được khoảng cách này. Hoặc ít nhất là bước lại gần cái ranh giới đó. Không thật, nhiều lúc anh Minh có nhớ giống em kiểu như là em là đứa rất là cởi mở với mọi người luôn. Nhưng mà khi mà em phát hiện ra là hoặc là cảm nhận được là người ta đang giữ khoảng cách với em á, thì em sao không có chủ động tiến tới. Cảm thấy không cần thiết á. Cái này là lúc nãy anh Minh nói em là giữ khoảng cách. Không phải.
khi mình nhận xét về anh là thấy anh Minh vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. Mà trai nói hơi nhiều, đôi khi nó hơi bị dẻo miệng đúng không mọi người? Em nghĩ vậy. Lúc nói với người này là như này mà nói người kia là như khác thì em nghĩ vậy không? Thực sự là 24 năm rồi. Chưa bao giờ mà gọi là tìm được cái một cái tình yêu mà mình tâm đắc nhất. Khi mà mình quyết định mà lựa chọn một cái người là không phải là bạn gái nữa, mà mình quyết định lựa chọn là người đó có thể sau này có thể tiến tới hôn nhân luôn á, là người cuối cùng của mình đó. Cho nên mình quyết định rất là kỹ. Cho nên cái này cũng là một cái cách để mình tìm được cái mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Mình giỡn đó, tại bởi vì mình nghĩ là nếu như cô gái mà thực sự thích mình, cô gái đó sẽ cảm nhận được. Vì khi nói chuyện với lại người mà mình thích á, mình nói chuyện rất là đàng hoàng. Chỉ giỡn khi mà có đông mọi người. Mình không muốn mọi người biết là mình thích ai. Nhưng mà khi nói chuyện riêng lẻ từng người á, mình rất là thật sự là muốn tìm hiểu. Không bao giờ giỡn. Ok, cảm ơn bạn. Vậy mấy ngày tới tính thì sao? Em chưa biết hả? Tới đâu hay tới đó. Lúc đầu là em thích Diệu á. Nhưng mà thấy không? Thấy Diệu không? Tại vì mấy ngày sau em đâu giỡn với Diệu rồi, chỉ giỡn với ba người kia rồi. Lời chia sẻ cuối cùng của Hoàng Minh vô tình tiết lộ ra cô gái mà anh âm thầm để ý bấy lâu nay. Nhưng có vẻ như đang còn quá nhiều rào cản và sự hiểu lầm trên con đường tình cảm của anh dành cho Thùy Diệu. Và trải nghiệm lần này tuy không có nhiều cơ hội để gần gũi với nhau, nhưng Austin và Vi cũng như Nhân với Ý luôn chứng tỏ họ là những cặp đôi bền vững. Còn về phía Trung Thành, thứ anh cần lúc này chính là sự bình tâm để đánh giá lại cảm xúc của mình. Liệu trên chặng đường sắp tới còn điều gì thú vị và bất ngờ xảy ra giữa các thành viên ngôi nhà chung? Hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo. Chẳng có ai biết được trước tương lai, điều gì sẽ sớm mai. Nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là sống vô tư với nhau. Dặn lòng mình cứ...